Hello, xin chào tất cả người và trong trận đấu này mình sẽ quay trở lại với vị tướng xạ thủ Whis, một xạ thủ đang nằm trong phiên bản Lego Mobile thử nghiệm và sắp sửa đây là vị tướng xạ thủ tiếp theo ra mắt nha. Trước đây thì mới ra mắt vị tướng xạ thủ Bibi ấy và cái vị tướng Whis này tiếp tục là cái vị tướng xạ thủ tiếp theo ra mắt Lego Mobile xạ thủ nha. Chứ còn nếu mà nói về tướng mới chuẩn bị ra mắt thì không phải là vị tướng Whis đâu anh em ơi, đây là xạ thủ thôi. Lần sau ra mắt xạ thủ thì chắc chắn Whis là sẽ là vị tướng xạ thủ tiếp theo ra mắt Lego Mobile. Và trong trận đấu này thì mình sẽ review cho anh em cái bộ kỹ năng vị tướng này. Thật ra thì mình cũng làm rồi nhưng mà được yêu cầu nhiều anh em quá, anh em cứ gọi là thấy mình đánh hạng nhiều quá thì cũng không chơi vì những cái vị tướng mới chưa ra mắt, thì hôm nay thì mình sẽ đảo qua về cái vị tướng này rồi. Và các trang bị cho vị tướng này mình sẽ để ở cuối clip nhá. À thôi, mình không để cuối clip nữa, mình sẽ để ở trong clip luôn anh em ơi. Anh em có thể lên lực thánh kiếm này, rồi giày hậu vệ này, sau là bát táp này, phước cập kiếm và kiếm Muramasa, và cuối cùng có thể là nanh phen điệp. Đây là một trong những cái vị tướng xạ thủ có khả năng có hai cơ chế bắn. Đầu tiên anh em thể nhìn thấy là nếu mà anh em chơi liên minh điện thoại thì có thể nhìn thấy gì nick. Ồ thôi thôi. Nát. Khi mà những cái đoàn đánh thưởng chết chắc rồi, xấu sao. Ok, chiến công đầu rất thơm. Cái mạng đầu tiên rất là nhanh anh em ơi. Kết liễu vị tướng Liliana rất là đơn giản. Và khi mà đoàn đánh thưởng vị tướng này thì anh em thể nhìn thấy là bắn ra khá là yếu ớt với những cái tia gọi là viên đạn bé xíu. Rất là bé. Ok, choáng là ai. Thôi thôi. Kia bắn này, rồi một phát thôi, công việc còn lại cho rừng nha. Murat mà không ăn được nữa thì thôi quỳ luôn. Này làm sao mà sống nổi đây. Ok, vẫn chắc được kìa. Không thể kịp anh em ơi. Rồi đầu tiên thì anh em thì nhìn thấy đoàn đánh thưởng vị tướng này đúng không, bắn ra những cái viên đạn rất là nhỏ này và cũng khá là nhanh, gây sát thương thì không bằng cái khả năng anh em nhìn chưa. Mình lướt cái chiêu đầu tiên thì có thể là bắn được ra những cái cục đạn rất là to, những cái viên đạn rất là to nha, gây sát thương cực kỳ lớn. Và anh em nếu mà lên chí mạng thì những cái đoàn đánh thường như thế này thì nó sẽ nổ chí mạng rất là cao. Rồi đó, bây giờ thì mình sẽ làm sao có cố gắng có thể là full đồ để có thể anh em thấy được cái sức mạnh vị tướng này nó bá đạo như thế nào đó. Nhiều anh em có thể thương thì gì mà nóng tính đấy chị gái ơi, mới đầu game thôi mà ganh nhiều thế. Và đâu hình như là Liliana team họ thích mình thì phải, cứ đảo xuống dưới này ganh cơ. Sợ lắm, sợ lắm cơ người lạ ơi. Rồi đấy, nhìn tuổi rất đau anh em ơi, có lẽ là mình sẽ phải té ngay lập tức thôi với lượng máu như thế này. Từ từ nha, vẫn còn cơ hội mà. Ủa thôi, nát nào, nát rồi, nát cái tương này. Trụ đường thì cũng không có khả năng. Vì tướng này thì có khả năng đi rừng được này, và cũng như là đi đường rồng được nhá. Nhưng mà thì trong trận đấu này thì mình không tranh được lên, không tranh được rừng, thế là mình sẽ làm clip đó là vị tướng này đi đường rồng xem sao. Đó, về bộ kỹ năng của vị tướng này chắc là anh em cũng cần phải hiểu qua đúng không? Ok, về các bộ kỹ năng vị tướng này hầu như liên quan đến đạn dược pháo thôi anh em ơi. Khi mà vị tướng Whis của chúng ta, ôi trời mất trụ rồi, chết thì sẽ để lại những cái gọi là một bãi nổ của thuốc pháo nha anh em ơi. Đấy, đi vào đấy thì sẽ gọi là bị chịu sát thương đấy, nổ từng viên pháo một. Đấy là về cái khả năng khi mà vị tướng này chết cũng có điểm lợi đấy, chết rồi mà vẫn có khả năng là hạ được đối phương gì đấy. Rồi hiện tại mình đang thoạt quá, rõ là solo một đường này và thoạt quá anh em ơi, không có cơ hội farm. Rồi, và cái chiêu đầu tiên của vị tướng này có khả năng lướt nhá, lướt được qua tường này và sẽ tăng cái tầm đánh anh em lên, cũng như là cái đoàn đánh thường nó sẽ gọi là đau hơn rất là nhiều, nổ đam to hơn với phát đoàn đánh thường này anh em thấy nhìn chưa. Tiên laser đâu bắn theo kiểu là từng viên đạn một bé xíu này thì nó không đau bằng những cái cục đạn to. Đấy, về cái chiêu đầu tiên đây là mình giới thiệu theo cách hiểu thôi, chứ còn nói về cái giới thiệu theo kiểu là đọc các kỹ năng của nó thì chắc anh em cũng không hiểu đâu. Rồi, về cái chiêu thứ hai thì thứ hai khi mà ném cái gọi là cái thùng lựu đạn thì phải anh em ơi, không biết là thùng gì nữa. Rồi thoải mái đi. Ok, một mạng này tiếp tục nha, chạy đâu giờ, mình sẽ chiêu cuối này đứng tại chỗ nha, một điểm khá là đợi double kill đấy chưa. Cái chiêu thứ hai bị tướng này khi mà anh em ném cái gọi là cái thùng này ra đó, thùng đạn đi ấy, khi mà lao và văng vào đối phương hoặc là lính thì nó có thể làm choáng, nhưng mà một điều thì cái thùng đấy khi mà gặp vật cản thì nó sẽ tự phát nổ nha. Có nghĩa là gì?
anh em lỡ văng vào cái gọi là cái tường ấy thì lập tức thì nó sẽ nổ trước khi là chạm tới mục tiêu ấy. Văng vào tường nó sẽ nổ ở tường chứ còn nó không kiểu là xuyên được qua tường đâu. Rồi, ok, tốc biến lên. Rồi, tôi chết cả ngu người rồi. Thôi thôi thôi. Chết luôn rồi. Quả đấy là hơi bị sai lầm, tính toán sai quá, mình tự nhiên mình tốc biến vào. Mình tốc biến vào để kiếm một mạng, vừa lất mất tốc biến lại mất mạng, quả đấy lô vốn xong bị mất mạng chấm dứt nữa, quá là hời cho đối phương. Hơi bị sai lầm. Rồi. Thôi thôi, hiện tại thì Laurel đối team bạn đánh rất là hay 6-0. Cái này thì sao chơi nổi? Trời ơi, để pháp sư 6-0 thế này. Nhiều đơn giản thôi. Anh em thể nhìn thấy là team mình đang có một Arum đó rất là dồi dào sức sống đấy. Vị tướng Arum là một vị tướng có chiêu cuối khống chế mà Laurel mà gặp khống chế chỉ có tắt điện thôi. Trong trận đấu này chỉ cần Arum phá được Laurel thì không thể bay nhảy được nữa, mình thì chỉ việc đứng ngoài mình cấu rỉa thôi. Mình sẽ hạ gục đơn giản và rất là dễ dàng. Rồi đấy là về cái chiêu thứ hai mình đã giới thiệu xong, tiếp đến là chiêu thứ ba. Vị tướng này một điều rất là đặc biệt nha. Vị tướng của chúng ta đứng im tại chỗ và gọi ra một cơn mưa đạn rơi xuống một cái vòng tròn chỉ định của anh em. Sau đó thì từ chạy đâu thôi chạy mất rồi. Khi mà vị tướng Wit của chúng ta sử dụng chiêu cuối mà bị làm choáng hoặc thất tung, nói chung thì khống chế ấy, thì lập tức sẽ bị mất chiêu cuối nhá. Rồi một điều đặc biệt nữa là khi mà sử dụng chiêu cuối mà Wit di chuyển, lập tức cái chiêu cuối sẽ bị mất hoàn toàn. Vậy là khi mà sử dụng chiêu cuối, anh em cố gắng đứng im tại chỗ và gọi ra một cơn mưa đạn gọi là đầy đủ nhất có thể. Làm sao đừng có thể là phá vỡ cái chiêu cuối này. Ok, chết chắc rồi. Úi giời ơi, bắn như thế này làm sao sống nổi đây rồi. Mình lưu ý anh em một điều, cái chiêu cuối của nó có khả năng là sử dụng xa. Và để mà tránh cái trường hợp mà anh em bị bắt ấy, hoặc là tránh bị đối phương phá hủy chiêu cuối thì lập tức quýt. Anh em có thể là ơi cái gì đây thì tặng cho chiều cuối này. Trời ơi đấy ạ, bắn này. Rồi chết chắc rồi, sống sạc nổ sát thương. Wow, nổ luôn cả trụ này. Mình bắn một phát thôi nó có thể gây sát thương lan nhá, rất là đau luôn. Rồi Laurel chị vào đây. Chị ơi, solo với em không? Em không quen chị tốc biến ngay. Thôi thôi, tình hình là mình không ăn được rồi, càng quá đau quá, rất là đau ấy. Mỗi lần sử dụng chiêu cuối làm sao mà nếu mà để mà không bị phá hủy chiêu. Ôi thôi nhầm rồi. Đấy, em nhìn thấy chưa, cái chiêu thứ hai lao vào cái tường một phát là sẽ bị nổ luôn. Rồi mỗi lần sử dụng chiêu cuối anh em cố gắng đứng trong bụi nhá, để có thể là hạn chế cái tầm nhìn của đối phương. Rồi sau đó anh em có thể sử dụng chiêu cuối một cách hợp lý, không thể bị phá hủy cái chiêu cuối nữa. Đó, cái tài mình đang có bùa xanh nên rất là lợi rồi, cơ đánh thoải mái đi dòng này. Ấy bây giờ cứ đánh để có thể là hồi lại mana, à hồi lại máu thôi. Hút máu ê, lại chị lại, trời ơi choáng này, đấy chưa, choáng thành công nha. Rồi cứ đúng bên này cấu diệt. Ok, chiêu cuối này một bạn rất đơn giản mà Ryoma xuống ăn mã Arumanthi, không phải là Ryoma. Ơi xạ thủ rất là khỏe, mình khẳng định em một điều, hít mà ra mắt thì khối người mua luôn đấy. Em thì nhìn thấy là mình mới lên một trang bị, hai trang bị thôi mà đã bắn đau như thế này rồi. Đó, đây là xạ thủ tiếp theo ra mắt nha, chứ không phải là vị tướng tiếp theo ra mắt đâu. Xạ thủ tiếp theo sau vị tướng Lindy, xạ thủ Lindy vừa ra mắt xong thì có lẽ là tiếp đến là vị tướng Whip này. Đó, một trong những vị tướng xạ thủ mà mình cũng gần như là rất là yêu thích rồi. Thật ra thì bản thử nghiệm này chắc là có lẽ mình sẽ phải tập trung chơi lại thường xuyên để có thể là quen dần tay những cái vị tướng mới này đi. Vì cũng rất là nhanh thôi, Lego Vi cũng cập nhật những cái vị tướng mới cho anh em. Ok, chiêu cuối này đẹp chưa? Lại bảo không đẹp đi anh em ơi. Đó, khi mà sử dụng chiêu cuối thì nó sẽ thu hẹp cái màn hình lại cho anh em, để có thể là quan sát một cách dễ hơn. W này, cái này mà gặp đội hình khống chế như cậu của Guido này, những cái vị tướng như của Alice này, thì cái chiêu cuối của Whip kết hợp với những cái vị tướng đó thì quá là tuyệt vời anh em ơi. Không còn gì mà chê nữa rồi. Laurel đang một bình cân tim. Tiếp đến là ôi trời ơi, cái ông Omen của chúng ta, Omen lên bản nốt huyền thoại rồi. Giờ mình rất là xanh, lên được phước hợp kiếm rồi anh em ơi, lên được phước hợp kiếm là đủ hiểu là như thế nào. Đó, có xong là bão táp, có phước hợp kiếm, bây giờ mình sẽ lên cái xuyên giáp đến từ cái kiếm Muramasa chẳng hạn. Rồi nổ hoài. Rất đau. Ê cái gì đây, cái gì đây, cái gì đây, định solo cái gì đây. Rồi lên bảng, lại lên bảng nha. Rồi ôi bây giờ mình có chiêu cuối về đẹp không chứ.
Anh em thể nhìn thấy là hiện tại mình rất là xanh rồi. Rồi, với 11 điểm hạ gục này, xong rồi mới bị mất gì một lần thôi thì cố gắng làm sao không để chết nhiều đấy. Và khi mà vị tướng này ra mắt thì mình có thể tự tin đem vị tướng này đánh danh luôn, không cần phải luyện tập nhiều cái bản chính nữa. Về cái ngoại hình thì rất là ngộ nghĩnh nhá. Hết thần gọi là cái vị tướng có khả năng là thích những cô máy như kiểu là vị tướng Moren rồi ấy. Nhưng bây giờ thì tiếp đến là một vị tướng đến từ cỗ máy thích chơi đồ cổ nữa, đấy là từ Wit. Một vị tướng rất là bé con nhưng mà nằm trên một cái con gọi là robot ấy. Wit của chúng ta ngồi trên con robot, thôi nát rồi, thôi sai lầm, thôi đứng lại mà solo thì còn gì nữa. Sống làm sao được anh em ơi, tốc biến thì cũng không thể kịp, tốc biến vào đấy thì cũng không thoát được ra khỏi cái chiêu cuối của Omen. Lập tức có lẽ là mình buông xuôi ra vừa xong và chờ chết. Ba người, một người thì còn solo được, ba người đấy sống sao? Anh muốn em sống sao? Ok, kiếm một Ramasa nha. Rồi. Trong trận đấu này thì đồng đội mình cũng đánh khá là hay. Anh em thân thì nhìn thấy nhưng mà cái điểm hạ gục thì có chênh lệch 5 mạng thôi. Đấy chưa, lao leo này, gặp Arun là tắt điện. Hết vị luôn. Còn bật chiêu cuối ra mà bị ngay cái chiêu cuối của Arun khống chế làm sao có thể bay nhảy được nữa. Đấy, trừ khi là anh em mang cái thanh phép bổ trợ là thanh tẩy đi. Rồi. Khả năng dồn sát thương của vị tướng này cũng rất là bá nhá. Một điều mình thích ở vị tướng này đó là khi mà sử dụng cái chiêu đầu tiên thì nó có khả năng bắn thấm và cũng như là sát thương lan. Ví dụ anh em đang bắn một con lính mà những cái con lính bên cạnh nó đứng cạnh ấy thì nó cũng bị chịu sát thương, cũng chịu sát thương bằng với lượng sát thương bắn vào cái con lính đầu tiên của nó nhỉ nhá. Ok, rồi sáng thành công anh em nhìn chưa. Ôi trời ơi, tanh này Arum anh em có thể nhìn thấy rất là đau. Bây giờ mình sẽ cân cả bắn rất thốn này, thốn chưa. Ôi chết mất rồi. Ôi trời, chơi luôn này, một mạng. Ôi thôi người, trời ơi. Ok, hai mạng thôi, một xíu nữa thôi là mình được một mạng nữa thôi. Căn đấy thì cũng không chạy được cái quả cầu của Liliana đâu. Con yêu tinh của chúng ta, hồ ly tinh. Đó, anh em nào có bản thử nghiệm thì tranh thủ chơi những cái vị tướng này đi và sắp sửa nó ra mắt thôi. Cứ luyện dần đi. Chứ còn thật ra lâu lắm mình cũng không chơi bản thử nghiệm thì mình cũng gần như là quên kỹ năng. Và một điều nữa thì hiện tại Liên Cô Bay anh em thể nhìn thấy là bây giờ ra rất là tuần tướng và ra trang phục liên tục thôi. Đây là gọi là chạy theo xu thế hiện tại. Anh em thể nhìn thấy là đấu danh của bên liên quân bản Trung Quốc thì hầu như cũng ra những cái vị tướng như của Liliana này, đã có thể là chơi ở bản chính thức rồi, Liliana này ấy, hoặc là xạ thủ Win này. Còn Việt Nam thì nó chưa ra mắt, thế mới buồn, cập nhật sau khá là nhiều. Vậy nên là khi mà đấu giải thế giới hoặc gì đó thì mình cũng đang bị bất lợi khi mà đối phương có tướng mới chơi mà mình không hiểu rõ được về các chức năng và những cái sức mạnh vị tướng mới đấy. Đó. Thế nên là làm sao có thể là hy vọng rằng Lego Bay sẽ cập nhật những cái vị tướng đấy nhanh nhất có thể cho anh em nhá. Cũng như là để gọi là không bị tụt lại so với thế hệ Lego Bay với các nước khác. Đấy. Hy vọng là thế thôi, chứ còn nhưng mà mỗi lần nó ra thì cũng hơi bị tốn, tại vì là hút máu liên tục anh em ơi. Rồi, bắn này cẩu ơi, nhìn khá là thú vị. Solo khi mà combat anh em cố gắng giữ vị trí nha. Con này thì cũng như của Violet thôi, có chiêu lộn thì bắn đau hơn, và bình thường này chỉ cần lướt thì cũng sẽ bắn đau hơn, nhưng mà đừng có sử dụng bừa bãi, cố gắng là đừng có lướt vào trong combat làm gì cả, chỉ đứng bên ngoài cấu diện rồi. Ok rồi, choáng này, thấy chưa, rất đơn giản. Chiêu cuối này một mạng, thấy chưa, chỉ cần ném được cái chiêu này choáng thành công rồi đó, choáng phép là mình chỉ cần đứng ngoài mà cân luôn này, cân này một mạng, cân này. Ok, chạy đâu là choáng tiếp này, thấy chưa anh em ơi. Ô tốc biến à, có mà sống niềm tin nha, một mạng này. Ôi bắn này, ui rất thốn anh em ơi. Arum đang bị tốc biến thôi, trời ơi, chiêu cuối một, ô chiêu cuối hồi nhưng mà đối phương chạy mất rồi, triple kill ấy. Quả là nè rất là phê. 30-20 rồi. Gần như là mình gọi là xanh rất nhất cái bản đồ này. Đấy. Đẩy trụ thôi, đẩy trụ đây, đẩy trụ. Bây giờ còn mỗi Arun thủ nhà sao.
kể cả giờ thì băng trụ được rồi, băng trụ được, băng trụ được, băng cũng được mà. Đấy chưa, chiêu cuối này. Ok, lên bảng rồi. Thanh niên kia bộc phá nhanh vãi. Ôi thôi thôi thôi, thôi. Nát 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 này, 60 vàng rẻ đấy nhở. Tráng thôi, không tráng được rồi. Khi mà anh em ném cái tầm đuổi cái gì, đuổi cái gì vậy, lên bảng nha, cân luôn này. Ui giời, bắn này thốn vãi anh em ơi. Ôi thôi thôi, dính ngay cái vô tận tên của John. Thôi có lẽ là không hối tiếc làm gì cả. John late game cũng rất là bá, nhưng mà tùy thôi, tùy vào trình độ của thắng bại tại kỹ năng thôi. Không thể khẳng định được vị tướng này bá hay không. Không là mình cứ giới thiệu vị tướng này gọi là rất là mạnh, anh em thì mua, mua xong thì không biết chơi, lúc đấy cứ kêu là mình nói xàm, xàm xí. Đấy, người ta gọi là thắng bại tại kỹ năng, tướng nào cũng có điểm lợi thôi. Nhưng mà đấy là do anh em có cách để có thể là chơi vị tướng đấy. Ôi, cần ghê thế. Chơi nó đi, trời ơi. Băng trụ làm cái gì vậy, thôi. Nát cả hai anh em ơi, cân cả hai kìa, Lily là được, cân cả hai. Bá đạo vãi. Từ từ nha, bây giờ thì mình đã chính thức full đồ rồi. Và ước muốn cuối cùng bây giờ mình combat làm sao mà có con bùa đỏ ấy. Đấy, có bùa đỏ thôi thì bắn rất là đau. Xạ thủ vậy. Chỉ thèm bùa đỏ thôi. Hiện tại thì Murat đang một mình cân kinh công. Đấy, cứ kể, cứ để cho bạn thoải mái đi. Rồi. Ba năm 24 đó, mình khuyên anh em là khi mà vị tướng này ra mắt thì cố gắng mua nhá. Ấy vì bây giờ thì anh em thích chơi thay đổi đi, suốt ngày chơi vị tướng xạ thủ Joker này, chơi những cái vị tướng gần như là quá là nhiều rồi. Bây giờ chúng ta cần phải thay đổi đi đấy. Và một trong những vị tướng đấy thì xạ thủ này cũng rất là bá, anh em thể nhìn thấy chưa. Khả năng cơ động thì cũng có, khả năng dồn sát thương thì cũng gọi là rất là tuyệt vời rồi. Chỉ cần thắng bại kỹ năng thôi, anh em chỉ cần luyện nhiều thôi thì quá là quen với cái vị tướng này. Ok. Ôi choáng này, ôi chết nhanh. Mọi người nhớ ra, Liliana này, giảm ngay vào cái vùng tròn nổ chiêu cuối của mình. Thôi thôi, nát rồi còn gì nữa. Murat trận này đánh cũng rất là phê. Thôi em xin đi. Trời ơi, bắn hai phát chết xử luôn rồi thì đánh đấm cái gì đây. Đánh đấm cái gì đây, bây giờ mình sẽ làm sao có thể bắn được chết nốt vị tướng John nha. Đứng lại solo à, choáng, choáng này. Ôi, một cái tráng là hết vị. Bây giờ thì mình sẽ kết thúc trận đấu tại đây nha anh em ơi. Là một đối phương buông xuôi rồi, kể cả Murat tìm bạn luôn. Ok. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi video mình. Và chúc mọi người một ngày mới vui vẻ. Yêu tất cả mọi người. Bye bye.